Xin chào tất cả các anh em, xin chào tất cả mọi người ha. Lần đầu tiên xin chúc tất cả mọi người có buổi tối thật là ấm áp, thật là an lành bên gia người thân và gia đình ha. Thì cái chủ đề của clip tối nay em sẽ quay về cống nước này. Thì đối với một số cái trường hợp khi mà chúng ta nối ống mà nó có gặp những cái động mạch thì thường là chúng ta sẽ mua cái con cái lơi. Nhưng mà một số cái ống mà nó đang dài sẵn luôn và nó không cần thiết phải cắt nối như vậy, hoặc là mình mua lỡ bị thiếu, mình mua đồ về mình đấu nó, nếu mà lỡ bị thiếu thì chúng ta sẽ phải co cái ống này bằng cách là chúng ta sẽ làm sao đó để chúng ta làm cho nó cong đi, nó vuông đi, hoặc là nó gấp lại. Hoặc là đôi khi một số anh em mà sử dụng cái ống này để chế cái vòi lưỡi chén hoặc là cái vòi sen thì chúng ta cũng cần một cái độ cong nhất định để cho nó đẹp ha. Thay vì chúng ta sẽ nói là một cái chữ một cái co xong là hai cái co thì nó cũng rất là xấu. Thì ở đây thì em cũng có theo dõi một số anh em mà họ làm cái này bằng cách là họ một là đổ cát vô rồi bít hai đầu lại rồi dùng lửa để làm cong, hai là có thể là nhét sơ dừa vào. Nói chung là những cái gì để cho nó bít trong này để cho khi mình co nó không bị cong ha. Ở đây thì em sẽ còn một cái cách khác nữa, em muốn chia sẻ với mọi người là em sẽ dùng nước ha. Em sẽ dùng nước để làm cái này. Ở đây mình có chuẩn bị là một cái cục ni lông ha. Và cái này thôi. Rồi mọi người theo dõi nhé. Rồi mọi người, ở đây em sẽ có một cái bình lọc nước. Bình lọc nước này là có ba chế độ là nước lạnh này, nước lạnh, nước mát và nước sôi. Thì thay vì em phải đi nấu nước sôi để làm cái này thì em sẽ nhờ cái vòi nước này để em lấy nước sôi nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ bít cái này lại để cho nó giữ nước, thì mới bít thật là kỹ lại nha. Không bít kỹ thì cái bọc nó bọc thật nhiều là nó sẽ không vào nước ha. Mọi người cũng có thể sử dụng hai cái nắp bịt. Ở đây ống 27 thì sử dụng nắp bịt 27, ống 21 thì sử dụng nắp bịt 21. Và ống 34 thì sử dụng nắp bịt 34. Rồi, chắc là được rồi. Chắc là được rồi nha mọi người. Hy vọng là nó không trào nước ra ha. Rồi tiếp theo em sẽ chế nước vào cái ống này. Đây mọi người, rất là nóng luôn nha. Thì giờ chúng ta sẽ chế thêm một ít nước cho nó đầy thật vào đây. Chế thêm ít nước cho đầy thật vào đây nha. À, nóng quá. Nóng quá em xin phép để xuống đất. Ok, mình chế thật ở đây nha. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái ni lông. Hoặc là sao nóng lắm. Xoay cái này cho nó dày lên. Rồi, nó nóng nhiều rồi. Khá là nóng, cái này thêm có mang cái bao tay thì làm rất là sướng. Hoặc là sử dụng hai cái nắp bịt 27, mình bịt đầu này xong mình bịt đầu kia là sướng. Nhưng mà bịt á, kiểu gì nó cũng sẽ không có sát được nha mọi người. Bịt mà mình phải đóng thật là sát. Còn nếu đóng không sát thì khi mà mình co thì nó sẽ bị cong cái chỗ mình co ha. Nói chung là nó sẽ bị xấu hơn là khi mình bịt chặt. Rồi, khả năng là được rồi. Cái nước này nó nóng rất là lâu. Bây giờ thì mình sẽ dùng, ví dụ như mình muốn uống ở giữa ha, không uống cái đầu cái gì đó thì mình sẽ uống. Từ từ thôi nha mọi người. Từ từ thôi nha. Ống thì mình làm nhanh quá nó gãy. Từ từ thôi. Nói chung mất tí thời gian nhưng mà phải từ từ. Hơi được cong rồi đó. Bây giờ thì em sẽ lấy thêm ít nước nữa ra cái thau. Yeah.
nước ra mọi người ạ. Rồi nha mọi người, như vậy là chúng ta đã uống công được cái ống ha. Đó. Nhưng mà ở đây á thì mặt ngoài thì nó khá là đẹp, mặt trong thì nó sẽ có hai cái lỗi xảy ra, một là uống quá gấp, hai là cái áp lực ở trong ống nó chịu không nổi, tại vì cái đầu này nó bị phồng ra mọi người. Cái này thì mình khuyên mọi người, nếu mà làm cách của mình á, thì nên là mua cái hai cái nắp bịt ha, hoặc là phải có một cách nữa mọi người, là dùng cái cục xốp á, dùng cục xốp hoặc là các cái dép gì đó đặt vào đây nhấn vào rồi bắt đầu mới bịt keo ở ngoài, bịt thật chặt ha. Còn ở đây thì cái lớp này nó mỏng quá nên là khi mà mình trượt á, thì nó bị đẩy qua thì nó sẽ bị bẹp nè mọi người, thì nó sẽ bị bẹp nè mọi người đó, nó bị bẹp ha. Nhưng mà bẹp thì bẹp vẫn không sao ha, vẫn uống được thoải mái luôn đó. Với một cái nữa là do cái ống này nè mọi người, là cái ống mà em hay gói hàng để gửi cho khách á, gửi mấy cái ti cho khách á, nên là khi mà uống á, thì nó hay bị lệch nè. Cái ống bản thân nó đã mỏng, thứ nhất nó đã rất là mỏng và nó giòn, nó đã có mấy cái làn sẵn này mọi người thấy không, nên là thôi cái đồ dỗm thì cũng chỉ làm được như vậy là hết cỡ rồi. Em cũng là rất là tỉ mỉ rồi nhưng mà cuối cùng nó không có được đẹp như là mong đợi. Nói chung là đây cũng là một cái cách khác, thay vì dùng lửa thì chúng ta có thể dùng nước ha, nước sôi ha, thì uống thoải mái luôn nha mọi người. Với cái nữa là khi mọi người mà nhét cát với nhét sơ dừa vào đây nè để mọi người uống á, thì nó sẽ bị dơ và nó rất là phiền phức khi mọi người đi tìm cát tìm đồ đổ ở đây, khi mọi người dùng cái nước sôi đổ ở đây nha. Đổ ở đây thì nó sẽ uống hơi cong được thôi. Nếu mà anh em mà có cái ống mà dẻo hơn, có ống mà nhựa bình minh, cái này là ống, mọi người nghe tiếng nè, ống này là ống quốc trung, thứ nhất là ống mỏng, thứ hai là rất là giòn, nó giòn có thể bóp là bể luôn mọi người nè. Còn cái gặp ống bình minh, ống hoa sen em bóp về nó không vô đâu đó. Thì clip tối nay em cũng xin chia sẻ một tí vậy thôi, hy vọng là anh em coi clip cảm thấy thú vị và like clip, bình luận bên dưới và đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha, chào tất cả mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc nha.